Bình không? Bình 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 cù bèo không? Bình nào? Bình cù bèo không? Kê bay nha. Chị Hiền, chị Tám làm gì? Bình nào? Bình nào? Bình nào? Bình nào nói đây? Bình nào? Hello. Xin chào cả nhà. Chị Hiền ngủ mới thức hả? Hả? Có chơi không? Ở đây chơi anh chị. Chị ơi. Đi chơi. Phá cửa lại nè. Vô đi chơi nè chị Hiền. Phá cửa. Bật cửa rồi ha. Thì bữa nay về của chính chị. Có chìa khóa không? Chị Hiền có chìa khóa không? Không. Không hả? Ra đây không? Đi lại lãnh hồi đi chị. Bị nó có tiền không chị Hàng? Gì hả? Cái bị nó có tiền không? Đếm được nhiêu? Bị nó có tiền không? À, bị nó chỉ có tiền không? À chị, cái bị đó có tiền không? Có tiền không? Suy nghĩ kỹ đi, có tiền không? Cho mượn cho tiền mua phê uống rồi. Cho em 5.000 đi. Sáng giờ chị Hiền có ăn cơm gì chưa? Ăn cơm chưa? Chị Hiền cơm cho chị Tâm. Rồi, sáng nay không ăn một xíu rồi, giờ về nhà cho ăn cơm tí xíu nó không ăn. Chị Hiền chắc cũng bớt nhiều hay gì đó. Bớt rồi, khỏe rồi, nói chuyện rõ rồi. Trời ơi. Tao xem bác sĩ chứ cũng hay lắm. Làm đẹp quá, chừng nào có chồng. Mà dì Tám mới gả kìa. Không không. Đẹp gái. Đẹp gái nè. Cái này rồi. Tính chuyến này gả nước ngoài luôn hả dì Tám? Cái gì à? Nước gì? Cái gì đó Hàng, Malai hay gì? Không phải Malai, cái gì đó. Đi Hàn Quốc hả? Không phải, cái gì mà kế nước Mỹ đó. Cái gì mà Venezuela hay gì? Malaysia có nhiều người mẫu đẹp đó hả? Trời biết lựa quá ha. Malaysia hả? Ừ. Chịu không? Chị Hiền chịu không? Chịu, có chồng được. Malaysia hả? Malaysia, chị biết không? Nói cho đâu có biết hiểu gì đâu. Malaysia chịu không? Kìa, dì Tám bảo quánh con. Bình không? Bình cù bèo không? Bình đâu? Bình cù bèo không? Kìa bay nha. Chị Hiền, dì Tám làm gì? Bình đâu? Bình đâu? Bình đâu? Bình đâu? Nói đây. Bình đâu? Cù bèo con ai? Malaysia. Chị Hiền cứu eo con ai? Phải không? Phải con Hiền không? Đúng không? Phải không? Phải con Hiền không? Nó lớn lên cho nó gõ gõ tí cái gì mà xíu xíu vậy? Phải con Hiền không? Cái thằng này phải không? Cô Beo phải con Hiền không? Hả? Phải con Hiền không? Phải hả? Gì? Phải hả? Dì Tám nuôi chị Hiền dưới cực chứ gì Tám? Cực. Cực mấy là mấy bữa đầu á. Từ từ cũng quen ha. Mấy bữa đầu xuống nó cứng đơ, nó nằm không ăn cho kêu nó lắc qua lắc lại nó cũng vậy thôi. Cũng sợ. Cũng sợ không biết sao nó thấy nó vậy không Bèo biết ơi. Sao không tính nó cho đi điền thơ rồi hồi nó không có điền thơ thì cũng khỏe Bèo cười rồi. Chuyện này giờ là bớt nhiều hay gì đó bớt nhiều rồi nhiều dữ bác sĩ gì cũng hay lắm á chị cái loại bên này mà từ từ nó cũng hết à chuyên khoa là chị cái đó không à dạ cái gì bữa nay quỷ bị rất là đẹp nè đẹp gái nè ồ có vàng nữa kìa mới mua hả chị Hiền vàng đâu hả mới luôn anh Tư cho hả? Tư cho hả? Tư cho nhiêu? Cho tiền mua nhẫn hả? Mua vàng hả? Ồ, anh Tư mua kìa. Đi vô nè. Dạ. Một ngày 200 đâu đủ. Mình nói một ngày 200 đâu đủ. Lúc trước thì có cơm từ thiện thì dư chứ này không có đủ. Tính 200 không đủ.
Để mất giặt đồ thêm cho ta. Dưới ngày nhiêu tiền gì ta? Ngày 200 không đủ không? Không đủ đâu. Tiền đó là mình trả tiền ngày nào đóng ngày nấy hay gì ta? Cơm á, tiền cơm á. Cơm á. Ăn cơm nó mắc không? Cơm mắc. Xuống hộp như... cơm vậy là sáng là buổi sáng là tô hủ tiếu 25 ngàn rồi. Rồi cái kia nha là sáng nữa, nó quên ăn rồi xong là hồi lên tôi khám xong là mua cơm với nó ăn nữa. Vì Tám cho con hỏi, con có nghe nói là vài bữa là đưa chị Hiền đi Bình Dương hay gì ta? Vài bữa đi Bình Dương rồi. Vì Tám có đi luôn không? Đi chứ, nhà luôn. Đi hả? Dượng Tám kêu đi hết ha. Cu Bin đồ cũng đi luôn hay gì ta? Đi hết luôn. Cái đó mình đem chị Hiền đi ra ngoài kia mình chữa bệnh hay là đi đâu vậy ta? Đi xuống dưới lần cho nó mặn bá lật giặt như là chẳng hạn như là tứ ga, tứ gãy hay gì đó, tứ ba cái cây kiển người ta tập cho nó Bình Dương đi. Ha, chuyến này đi Bình Dương chị Hiền chịu đi không? Để nhà nó nằm, nó nằm hoài cũng đâu được. Chuyến này chịu đi Bình Dương không? Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Nai. Bình Dương, Đồng Nai. Đi Đồng Nai á. Đi ha. Đi với dì Tám, cu Bin, cu Beo kìa. Ừ. Đi hết gia đình luôn. Đi ra ngoài có chồng khác. Không. Cái gì cái là không chịu. Sao hả? À, giá luôn ha. Thôi vậy là chịu bác sĩ dữ rồi. Nghe dì Tám nói hết bệnh mà không chịu về là chịu bác sĩ. Không phải đâu, không chịu về đâu. Chịu bác sĩ dữ hả chị Hiền? Không chịu về. Chị Hiền có bồ bác sĩ hả? Phải không? Có bồ bác sĩ hả? Gặt cái đi, gặt đầu. Gặt đầu ấy. Phải không? Phải. Có thiệt không mày nha, đừng nói vậy à. Không à, yêu bác sĩ luôn hả? Không biết không. Chơi mà. Giỡn ha. Này đi chuyến này vài bữa nữa làm đẹp đi Đồng Nai với cu Beo nè, dì Tám nè, Dượng Tám nè. Được không? Đi Đồng Nai thấy chị Hiền nhìn em thấy nói chung là nó mịn mặn nhiều quá gì Tám. Mịn rồi đó. Lần thì thấy nó còn xưa còn sần sừ ha, giờ thấy đẹp gái ra nhiều, trắng trẻo. Hớt tóc rồi lại mà rồi. Xem móng tay cho em coi chị Hiền đẹp. Chóc hết rồi bên kia chị Hiền. Móng chân đâu, móng chân đẹp gái không? Móng chân còn, kia chóc hết rồi. Sắp sửa chóc hết rồi. Sơn có tốn tiền không? Có tốn tiền không? Có tốn tiền không? Trong bỉ có tiền không? Cho mượn đi. Mua cà phê uống. Không. Để với bác sĩ dặn sao? Có uống cà phê không? Cho uống cà phê không? Bác sĩ với giờ là dặn không cho uống cà phê đó. Không cho uống phê gì đó. Không có cho ăn đồ cứng đó, ba cái chắc cho nó ngọt, có ga là không cho ăn uống đó. Cà phê cũng không cho luôn hay gì đó? Không. Uống cà phê nó tác hại là gì vậy đó? Sĩ nó bị nóng. Dạ. Thí dụ như uống buổi sáng uống là thôi, chiều không có uống nhạn cử thôi. Dạ. Yeah. Uống hoài cũng đâu được. Cử bị nóng. Đá là bậy bạ thì được chứ cà phê đâu. Lúc về bác sĩ có cho cái to đó mua thuốc thêm để uống không? Có. Cho uống 4 ngày nhưng mà mình mua thêm 2 ngày là 6 ngày. Còn buồn ngủ hả? Dạ. Chị Hiền, còn buồn ngủ hay gì vậy? Đưa cua eo cho chị Hiền bồng đi vậy đó. Thì buồn ngủ hay gì á? Bà buồn ngủ mới thức mà. Mới thức không có xe là không. Còn hơi xe ke. Hơi xe ke chút nè. Kè, cua eo kìa. Ôm cu Beo đi. Cu Beo là con của ai chị Hiền? Con Hiền hả? Con Hiền à. Chị Tám bắt cho luôn được chị Hiền chịu không? Tám hỏi coi bắt cho luôn chị Hiền chịu. Cho chị không? Không. Vậy con... chứ không có tiền mua sữa hay sao? Đúng rồi. Chị Hiền đưa tiền mua sữa đi. Móc trong bị ra đi cho đưa tiền mua sữa cho cu Beo kìa. Sao không? Hỏi sao gì để tiền làm gì? Nó cu Beo hết sữa bú kìa. Cu Beo hết sữa bú rồi. Vậy để tiền làm gì? Để tiền làm gì? Để làm tiền làm gì? Hả? Bác sĩ đâu có chỗ cà phê đâu. Con có nghe hôm qua mấy sơ bên nhà thờ qua hay gì đó? Qua. Là hồi lần là chị Hiền ở đó là mà mấy sơ cho cơm nước này kia rồi đó hả? Mấy sơ cho cơm đó. Rồi bây giờ mấy sơ qua hôm qua. Mấy sơ lúc trước là nó ở đó là sơ thương lắm. Tắm rửa rồi luôn á, mấy sơ tốt lắm. Qua nghe rồi cái mấy sơ qua thăm. Ừ. Cũng ở cũng lâu không? Cũng chừng 1 tiếng, 2 tiếng hồi, 2 tiếng.
nói thêm này kia nọ gì đó. Mấy sơ qua chị Hiền biết mấy sơ không? Biết nha. Biết. Nhớ gì hả? Hai. Cô nào gì đặng với gì nào vậy nào? Hai. Nói chuyện câu gõ từ từ coi. Chị Hai. Ai nữa? Út. Dì Út. Dì Út. Về hai dì Út. Đúng rồi. Dì quá. Dạ ha. Hai chị Hiền nói chuyện gõ đó. Rồi sao? Dì gì? Mà dạ tao sao? Kêu mà cái tao... gì mà ham ăn gì đó? Ham ăn gì đó chị Hiền? Amen, amen nè. Amen. Mô Phật rồi sao vậy? Mô Phật sao bấm vậy? Tôi nghĩ là chị Hiền mà chị Tám dạy nói từ từ là chị nói được hết. Nó gõ hay gì đó. Ờ, dạy từ từ nhưng mà mình phải có thuốc thêm. Dạ. Giống như là thuốc là cái ốc này nè, cho nó hoạt động đó. Hoạt động chân chua hơn. Từ từ mà. Thôi dì Tám kêu chị Hiền kêu cu beo rồi. Kêu được chứ, kêu cu beo rồi. Hôn con mình cái đi. Không không. Hôn cái đi. Này lúc nãy đâu cho hôn đâu. Nó chỉ nó phái bò hôn cái đi rồi hôn ra. Rồi, rồi. Hôm không? Đấy xuống đi. Quá thơm ha. Nó dùng tám nuôi cu beo này nó hơi hơi gầy hơn tí ha, không mắc tay mà dì Tám. Dì Tám ông hổm cái gì vậy, ông mua ba cái gì cháo vậy đó. Dạ. Dì xay ra, mình thôi chịu khó mới được chứ, này ông xay ra, vậy tôi về ông hổm thôi, thấy nó mặn chết.